Hôm nay là 20 tháng 10 rồi, các bạn có quà gì để tặng mẹ chưa? Nếu chưa thì thử cùng Hà làm món này nha, đảm bảo mẹ sẽ rất là hạnh phúc luôn. Các bạn nhớ lần đầu tiên mình tặng quà cho mẹ là bao giờ không? Mình nhớ lần đầu tiên mình tặng quà cho mẹ là năm mình học cấp 3. Cấp 3 mới dám tặng quà cho mẹ, xấu hổ ghê. Lần đó cũng là ngày 20 tháng 10, khi mà được tổ chức Ngày Phụ Nữ Việt Nam ở trường xong, mình lấy hết can đảm ra mua bông hoa về tặng mẹ. Mang hoa về tặng mẹ mà vừa hồi hộp vừa run, vì đó giờ có thể hiện tình cảm với mẹ bao giờ đâu. Mẹ nhận hoa mà mắt đỏ hoe luôn. Khoảnh khắc ấy có lẽ cả đời này mình cũng không bao giờ quên được. Đôi khi chúng ta cứ mải mê chạy theo những thứ cao xa mà quên mất những điều tốt đẹp, những điều giản đơn bên cạnh mình. Vào ngày đặc biệt này, hãy tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi, tô thỏi son đẹp nhất, làm điều mình thích nhất. Bởi vì hôm nay là ngày dành cho chúng ta.